Là Trang, nhân viên cửa hàng xe máy An Thành Phát ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn một dòng xe quốc dân, dòng xe hot nhất của hãng Honda, đó là SH Mod. SH Mod thì bên Trang hiện tại đang còn một chiếc đời cũ 2020 ạ, bản CBS. Màu này đã độ màu xám xi măng ha. Màu này thì có giá chỉ từ là 70 triệu, đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Ngoài chiếc 2020 này ra thì bên mình có đầy đủ đời 2022 hiện tại ạ. Thì cửa hàng khá là chọn nên bên mình sẽ không trưng đủ được ý. Thì là chỉ cần các bạn alo cho mình thì các bạn mình sẽ gửi hình cho các bạn. Đời 2022 thì có hai phiên bản thắng CBS và ABS ạ. Phiên bản thắng CBS thì có giá chỉ từ 67 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ ạ. Đối với phiên bản ABS thì có giá chỉ từ 85 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ha. Qua đây là có một em khá là nhỏ bé ha. Em này là em Mio của hãng Yamaha. Em này thì có rất nhiều màu, cả màu đỏ đen và có cả màu 3D đó. Hiện tại cửa hàng mình đang độ em 3D màu trắng vàng ha, thì rất là bắt mắt. Em này thì thích hợp cho các bạn khá là nhỏ bé như mình ha. Thì em này là Yamaha 125. Giá của em này chỉ từ 30 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Con này thì bên em hỗ trợ không trả trước luôn nha. Chỉ cần cầm theo giấy tờ là đậu hồ sơ là dắt về thôi ạ. Bên cạnh hãng Yamaha thì bên em có Honda Vision. Honda Vision là được dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay và có lượt tương tác rất là nhiều luôn ý ạ. Thì Vision bên em có 4 phiên bản ạ, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp, cuối cùng là phiên bản cá tính ạ. Đây ạ, các bạn có thể thấy là bên mình trưng khá đủ là màu ha. Thì đây là một em tiêu chuẩn màu trắng đen. Em này có giá chỉ từ là 34 triệu 500, đã bao gồm VAT đầy đủ luôn rồi đấy ạ. Đối với em này thì có thể lên màu 3D hoặc là độ mũ màu như các bạn tùy thích ha. Bên Trang đã lên sẵn một vài em như là độ mũ cam, độ mũ xanh và màu và xanh xanh dương 3D. Ngoài các màu hiện tại ở cửa hàng thì các bạn có thể thích màu gì thì alo cho Trang, Trang sẽ lên màu theo ý của các bạn. Đối với em này thì hỗ trợ không trả trước ạ. Chỉ cần cầm căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân kèm theo bằng lái xe, hộ khẩu gốc thì các bạn có thể lên hồ sơ sau khi nhận xe, sau khi đậu hồ sơ không cần trả trước luôn ạ. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì bên mình có hai màu, màu đỏ đen, màu đỏ đô đen và màu xanh đen bóng. Thì hiện tại cửa hàng mình đang trưng là màu đỏ đô ha. Màu này thì với phiên bản này thì được trang bị khóa cao cấp Smart Key. Và giá xe thì cực kỳ hot luôn. Giá xe là 36 triệu 500, đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Giá này đã bao gồm VAT rồi nha. Trả trước em này cũng không đồng, hoặc là có thể trả trước 2 triệu, từ 0 đến 2 triệu là có thể nhận xe rồi ạ. Phiên bản thứ 3 là phiên bản đặc biệt ha. Phiên bản đặc biệt thì có màu xanh xám đặc biệt ạ. Đối với em này thì cũng được trang bị khóa Smart Key nha. Trả trước cho Trang khoảng 2 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Màu của nó là màu xanh xám đặc biệt. Bên cạnh đây là một chiếc em hot nhất của dòng Vision là bản cá tính ạ. Bản cá tính thì nó cao hơn bản thường, được trang bị bánh mâm cao hơn và màu thì rất là hot luôn, là màu xanh xám xanh xi măng, xanh xám xi măng và màu đen ạ, màu đen nhám, đen mờ. Thì hiện tại cửa hàng Trang đang trưng một em xanh xi măng, xám xanh xi măng. Bản này thì có giá là 39 triệu đã bao gồm VAT đầy đủ rồi ạ. Đối với em này thì chỉ cần trả trước cho Trang khoảng 2 đến 3 triệu thôi là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ha. Thủ tục gốc thì đơn giản ạ, chỉ cần chứng minh nhân dân kèm theo hộ khẩu gốc bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân có chip là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Giá Trang đã báo hôm nay là đã giảm so với tháng trước khoảng là từ 6 đến 10 triệu một chiếc rồi ạ. Thời điểm này các bạn ghé mua xe để kịp đi chơi lễ ha. Sợ vì có thể là tháng sau ý, xe nó sẽ tăng giá về đầu bốn. Nên là các bạn nếu mà có ý định mua xe thì là mua xe tại thời điểm này là có thể là phù hợp nhất ý ạ. Để biết thêm chi tiết về các dòng xe, mẫu xe thì các bạn liên hệ qua Zalo cho mình ha. 0373699333, mình sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mọi người ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.